hôm nay thì cuộc sống Diệu Kỳ đang trên đường đi ra huyện đảo Lý Sơn qua đảo Bé để mà tìm đến nhà của ngư dân Bùi Huệ, một trong những cái người mà có thể huấn luyện được những chú chó để mà lái cái chiếc xe lăn, kéo chiếc xe lăn của mình đi trên đường hàng ngày. Đây là đảo Bé này mọi người. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào trong làng để mà tìm đến nhà của ngư dân Bùi Huệ. Đây là anh Bùi Huệ, ngư dân Bùi Huệ đó mọi người. Đây là ảnh đào tạo hai con chó của ảnh. Bây giờ còn một con thôi anh. Còn một con á. Giờ còn một con. Con không kia đâu rồi? Đây. Con này có thể giúp anh Huệ là kéo chiếc xe hàng ngày để giúp ảnh đi trên đường nè. Mấy gì đấy? Rồi. Bỏ đi nè. Nó biết rồi, rồi nắm được cái đó là biết rồi. Mấy gì đây? Kêu lại luôn. Anh kia kéo được không anh? Kéo không được vì do cái cán. Ôi to nó bị thương rồi. Giờ anh kêu vô nó đi luôn hai con luôn được không? Nó bị thương cái cán nó yếu lắm. Hai chú chó mà trước đây em nhớ là có con khi con sau này phải không? Còn cái con hồi xưa mấy con nó cháy rồi. Mấy con nó cháy rồi cho anh đầu đậu cái con khác. Cái da này kêu nát rồi đấy. Để đỡ vô chứ bị cứ nó bị sao nó bị mò. Nó bị nấm, mò. Nó đỡ bớt đỡ nhiều đó mình chích thuốc á nó đỡ rồi. Dạ. Chứ má đợt mới đợt nó lại luôn. Bỏ vô cái da chặt quá rồi chứ kêu á rồi nó lột được cái da. Anh Huệ thì trước kia là ngư dân, anh đi biển ngoài xa bờ đúng không anh? Nhưng mà làng thì sau cái đợt làng thì bị rút, nó dẫn tới teo cơ rồi anh về, đúng không? Teo cơ nên không đi được. Anh cần em lấy cái dây xích cho con chó kia luôn không? Cán nó bị vui to đó. Kêu lại luôn anh, kêu lại. Nó đi nhà nhà chắc em nghĩ nó đi được. Không đi được đúng không? Trước hôm mấy hôm là hai con này là kéo xe cho anh Huệ, nhưng mà vừa đầu ai người ta tố sao mà chúng nó chân nên đi không được thì một con chó này kéo anh Huệ đi. Nó tên gì anh? Mỹ. Dạ. Mỹ hả? Đây. Dạ. Là tên Mỹ. Đây. Mấy? Nó không trần hả? Đây. Hồi xưa quay hai con cũng cẩn rồi để. Thôi con kia nè, thôi con kia nó kéo khỏe mà nó đi. Dạ. Dễ lắm. Thôi con này cũng như nó má lớn thôi, mình nó cái con lợi này nó lớn á. Giống nó lớn. Là bình thường là anh đi xe đây, tôi cần lại vẫn sử dụng con này. Gặp đi nào. Đây, số, nhanh. Đây, nhanh. Đây, số. Đây là chú chó đang kéo ra đưa anh Huệ đi trên đường nè. Mấy hôm là hai con, nhưng vừa rồi con kia tên gì anh? Con chó kia mà bị đau á. Con kia con đợi. Con kia con đại, tên đại, còn con đây là Mỹ. Nhưng mà anh kia mấy hôm nay bị đau nên đi chưa? Không được. Đây là chó kéo xe đây chị. Ảnh huấn luyện hai chú chó. Hai con nhưng mà hôm nay con kia nó bị đau rồi anh Huệ hả? Đi qua đây, đi qua. Đây. Anh có vài nắng nè. Kiếm cái chỗ bốt nó giỏi lắm. Nó không khâu gì trời. Đây anh Huệ đưa đi buổi trưa nên nắng lười đi rồi. Vậy đó mày.
đây, dê, chợ, dê lại. Đây, dê ra. Đi, đi, đi. Dạ, nè anh. Đây, cùng cứ có. Về xuống bây giờ. Đây, xa, xa, xa. Chào má cò bò cò đó. Bây giờ là mấy từng nguyên bên trường đó. À, chào má cò đó. Đi. Dạ, chào má cò có đi thăm quân. Bây giờ má anh biết nữa. À, bây giờ đi. Đấy, má con lành đây chứ. Đây, chết đây. Đây, đây, đây. Con này là anh đặt tên cho nó là Mỹ, sao đặt tên nó là Mỹ? Thì mình đặt cái tên rồi nó dê nghe mình. Rồi. Con em có xe máy rồi. Con này là nuôi mấy năm rồi anh mày? Con là mắc nuôi cái được Tết rồi thôi. Mới được Tết đây. À, nó còn nhỏ mà. Con nhưng, là nó còn nhỏ. Nhưng mà em nhớ hồi hai cái con trước là tên gì, tên gì của em con bo. Con đây là con phong nô. À, con phong nô, hai con đó hồi xưa nó là, kéo rất đẹp. À. Con này thì bữa nay kéo được. Má có nuôi hồi Tết giờ rồi, hồi nhỏ lớn, má hồi Tết giờ nó bị lớn rồi. Dạ, mới Tết giờ đó hả? Nhưng mà anh tập cho nó sau hồi nay mới biết kéo rồi. Thì mình tập hồi kia có con kia lắm, mình nếu đi chung với nó đó, nó đi theo mấy cái nó quen hơn, đi theo mấy con lớn đó, nó nhanh. À. Con kia thì sao? Con kia mới hay là cũ? Con kia cũng mới. Con kia cũng toàn công lứa tuổi này đó. Dạ. Yeah. Là hàng ngày được đi, đi đâu là anh sử dụng chó này kéo. Bình thường là mình chở khách thì mình đi xe đó, không chở khách thì mình đi xe này. À, không chở khách thì đi xe kéo này. Nhưng mà mới hai con chó này thì nó giúp gì cho anh khi mà anh bị cái chân nó không di chuyển được, nó giúp nó sức kéo của nó là sao? Kéo nó thì nó cũng hỗ trợ theo mình có một cũng hơn nữa thôi. Chứ bình thường là mình không có nó thì mình đi lên đi xuống thì hoàng đó thôi, có nó là mình đi vào quanh đảo được. À, có nghĩa là nó kéo mình đi vào vòng quanh đảo thông quan để chơi được. Có bao giờ nó kéo mà nó mệt quá nó không thèm đi nữa không? Mệt nó mà mệt thì thấy nó thở nhiều mình dừng nó dừng lại cho nó nghỉ. Giống như nó thế cái đôi chân của anh à, nó cũng như là cái đôi chân của mình thôi. Mà nó hay em thấy nó bị bệnh gì? Nó bị nấm, nấm mình giờ nó cũng đưa khô. Thôi là kết thúc rồi, nó đỡ nhiều. Anh đẩy nó vô này, đưa nó xong đi. Đi vô, đi vô. Chờ anh Sáng hay là anh Sáng? Hả? Chờ anh Sáng này. Chờ má coi đi đấy. Chờ em với. Chờ anh Quỳ em. Vâng, chờ luôn em với. Tại vì các bạn đang chờ ạ. Rồi, chờ má nha. Chờ mình đi. Rồi, ok. Chờ má coi. Để ra, để chờ, để ra. Này, nó không có này nữa. Ai đó bác cái dạy rồi cho nó khô cái vết thương ấy. Nó bị nấm cái nó lại ra có. Con ăn lên rồi đi ra lấy xem đi. Mở cái gì sách rồi. Cho có xe có tàu có ở đưa ngoài. Đây. Đây, con ra. Nó không có hàng đâu mà. Nó ăn ở chỗ. Có xe đâu mà. Nó biết bà không? Biết chứ. Biết hả? Nhà của nó không biết. Nó xe nó bò quá không chứ. Đúng rồi, đây, con cứ đây, con cứ đây. Đồ theo bên quẹ hả bà? Cứ chọc. Đây này, đây này. Vậy đó, chạy được thì giải được không vậy? Con cứ chọc, nó đi ra. À, là anh quẹ đây là nó đồ theo. Nghe cái xe nó chạy lên, nó chạy lên. Như vậy thì lâu nay bà thấy là cái chó này nó giúp kéo xe cho con bà nó không? Đúng rồi, đúng rồi. Con chó này cũng tiền ha. Con này nó bị nấm, nấm, nấm. Con hả? Này con hả? Trời ơi, bà là cái thốt của bây giờ nuôi bán à. Hai con, bây giờ anh Quỳ nuôi hai con đúng không ạ? Hai con. Xe mình đó, xe đó, xe mình có hả? Ở nhà à? Không có đi nó ăn ở chỗ. Anh nhờ bò quá ăn chỗ. Thấy không? Nào lấy xe này đi đi. Lấy xe này anh kia. Dẫn nó qua bên kia đi. Qua bên chỗ kia nè, khỏi đi. Đi đi, đi vô. Đi đi. Bà dẫn nó qua bên đó luôn. Đây. Đó. Đây. Đi về nè. Đi, đi rồi nè. Đi. Đi ra. Mấy?